Xin chào các bạn, mình là Thảo và mình đến đây với lời hẹn gặp với bạn Hưng để tìm hiểu về chủ nhân của tác phẩm Lý Ngư Vọng Nguyệt mà mình vừa được tặng dịp trung thu vừa rồi. Mình được biết các bạn là admin của Ustem Shop, là của trang fanpage câu lạc bộ khắc chứng Hà Nội và cũng là chủ nhân của rất nhiều tác phẩm khắc chứng đẹp mắt ở đây. Vậy thì các bạn có thể cho mình biết là vì sao các bạn thích bộ môn khắc chứng nghệ thuật này? Bản thân mình thì đặc biệt hứng thú với bộ môn điêu khắc. Một lần tình cờ mình có bắt gặp một hình ảnh của một tác phẩm điêu khắc trứng ở trên mạng thì mình cảm thấy rất là hứng thú và tò mò tìm hiểu bộ môn này. Thì đến nay thì mình đã tìm hiểu và theo đuổi cái bộ môn này được gần một năm rồi. Vậy thì mình muốn được biết là câu lạc bộ của các bạn hiện nay gồm có bao nhiêu thành viên và lịch sinh hoạt của các bạn thì như thế nào? Tính đến nay thì câu lạc bộ của mình gồm khoảng gần 400 thành viên. Trên đấy thì bọn mình chủ yếu hoạt động bằng cách là trao đổi các kinh nghiệm của bản thân với nhau để cùng thực hiện những cái tác phẩm chuyên chứng. Theo như Thảo quan sát ở đây thì các bạn đang có rất là nhiều các tác phẩm khắc chứng đẹp mắt. Vậy thì bạn có thể giới thiệu rõ hơn về chúng được không? Trên tay mình đây là vỏ quả trứng gà. Thì ưu điểm của vỏ quả trứng gà là mình sẽ có thể mài trên quả trứng gà này để tạo ra một tác phẩm có hai màu sắc này. Trên đây là quả vỏ trứng vịt. Lợi thế của cái quả trứng vịt này thì nó sẽ hơn những quả trứng cút nhỏ này. Khi vì vỏ quả trứng vịt này sẽ dày hơn vỏ quả trứng cút nhỏ này. Nhìn bạn biết đấy, quả này rất mỏng, nhỏ, cần sự tinh tế trong từng đường nét mình làm. Còn đây là quả trứng ngỗng. Vỏ thì ưu điểm của quả này là vỏ dày. Thì mình có thể tạo những cái điêu khắc ở trên vỏ này thành như bạn nhìn đây là hai lớp. Tác phẩm đây là vĩ đại nhất của bên của mình là quả trứng đà điểu. Trứng ngoài công dụng là một thực phẩm không thể thiếu trong cuộc sống đời thường, còn có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật vô cùng đặc sắc, tinh xảo và có tính thẩm mỹ cao như chiếc đèn ngủ nhỏ xinh, những bức tranh 3D, những chiếc lồng chim hay đèn lồng xinh xắn, hộp đựng nữ trang hay những chiếc khuyên tai độc đáo. Với đôi bàn tay khéo léo, các bạn trẻ đã biến những vỏ trứng vô tri thành những sản phẩm hữu ích, độc đáo bằng cách tạo hình sống động trên vỏ trứng. Các tác phẩm điêu khắc này chắc chắn sẽ đủ sức thuyết phục những ai đam mê nghệ thuật và điêu khắc. Với những cái quả trứng mà các bạn sử dụng để khắc như thế này thì chúng ta dùng trứng nguyên bản tự nhiên luôn hay là các bạn phải qua một cái khâu sơ chế hay là tác động hóa chất gì nữa không? Bọn mình dùng trứng ngay, trứng trực tiếp luôn, trứng nguyên bản luôn. Thì đây các bạn nhìn cái quả trứng chim cút này, bình thường màu của nó sẽ là màu lốm đốm đen trắng. Thì để được trắng như thế này thì khi các bạn hoàn thiện xong các bạn sẽ ngâm quả trứng vào trong nước tẩy da ven, ngâm một khoảng tầm trong khoảng 10 phút thôi. Thì là quả trứng sẽ hoàn thiện và trắng tinh như này. Với một bạn mới bắt đầu với bộ môn khắc chứng nghệ thuật như thế này thì cần phải chuẩn bị đầu tư những cái gì? Để theo đuổi được bộ môn nghệ thuật khắc chứng này thì có những dụng cụ cần thiết cơ bản sau. Thì là một, đầu tiên là khoan. Khoan thì có rất nhiều loại. Có loại khoan tốc độ cao thì bạn nhìn này, có motor rất là to này. Có những khoan thường bé thì chỉ như những cái bút mà để chúng ta cầm này thì rất là dễ dàng hơn. Thì khoan, cái quan trọng nhất của khoan đó chính là cái mũi khoan. Thì mũi khoan thì có rất nhiều loại. Thì trong đó có hai loại chính là loại để mài và loại để đục. Thì bạn nhìn đây, như quả trứng, đây là quả trứng ngỗng này. Thì mình nhìn thấy đây là những cái nét mảnh là chúng ta đục. Đục thì chúng ta dùng những cái mũi khoan nhỏ như này. Thì khi mình đục thì mình sẽ cắt được thành những cái đường rất là mảnh và rất là chi tiết. Còn để khoan trứng gà thì mình sẽ dùng mũi mài. Mũi mài thì bạn có thể mài được tất cả những hình theo ý muốn, theo cái ý muốn của bạn, hình vẽ của bạn. Và đây khi mài thì ta sẽ dùng đến những mũi tròn to như này. Và vì cái mũi này nó có những cái hạt đá rất là nhỏ. Ngoài ra để trang trí cho quả trứng khi chúng ta làm xong thì chúng ta có những cái phụ kiện. Thì như bạn xem đây là đế thì như bọn mình thì cắt bằng những cái tấm bìa này thì như những bạn học kiến trúc thì biết rồi, thì là có bán ở rất nhiều những cái hàng văn hóa phẩm. Và nhất là để cho trứng thêm lung linh thì chúng ta dùng những cái
bóng đèn LED này. Bóng đèn LED này thì các bạn có thể tìm ở được ở những cái quán hàng bán đồ điện tử rất là nhiều. Như vậy là những cái nguyên liệu cần thiết nhất đó là trứng thì không thể thiếu rồi, và các loại mũi khoan, và đặc biệt là để trang trí thêm cho cái sản phẩm của chúng ta lung linh hơn thì tùy sự sáng tạo của chúng ta mà có thêm những phụ kiện phù hợp, đúng không ạ? Mình nghĩ là với bất cứ một công việc gì thì khi bắt đầu cũng luôn luôn sẽ gặp những khó khăn. Vậy thì các bạn có thể chia sẻ cho mình một chút về những cái khó khăn mà các bạn gặp phải trong ngày đầu đến với bộ môn khắc chữ nghệ thuật này. Khó khăn lớn nhất của mình gặp phải là các cái dụng cụ chuyên dụng để mà thao tác kim loại trứng. Thì lúc đấy mình tự mày mò, không có ai chỉ dẫn cả, thế nên là mọi thứ là mình phải đi tìm các nơi bán. Có những lúc mà mua không đúng chủng loại thì không thể làm. Có một lần mình lỡ tay đang thực hiện dở ấy, khi gần hoàn thành rồi lỡ tay làm vỡ một tác phẩm mà mình rất là tâm đắc trước đấy, thì cũng rất là nản. Hương này, như vậy thì trong thời gian sắp tới bạn có ý tưởng gì để sáng tạo nên một bộ tác phẩm mới không? Những ý tưởng mà đến với mình để thực hiện những cái tác phẩm thì nó theo chủ đề nhất định, hoặc là theo những cái dịp kỷ niệm. Ví dụ như ở dịp Trung thu vừa rồi thì mình có làm một mẫu tác phẩm mang hơi hướng của Trung thu. Điều khắc trên vỏ trứng là một công việc đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, tính kiên nhẫn và cẩn thận cao. Từ khâu chọn quả trứng có hình dáng phù hợp, tẩy và làm sạch vỏ trứng, đến quá trình thiết kế, mài và điêu khắc các hoa văn tinh xảo, tỉ mỉ. Chỉ cần một thao tác sai nhỏ thôi thì kết quả của mấy ngày làm việc cũng sẽ tan thành mây khói. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng trong thực tế, để chế tác trên vỏ trứng lại yêu cầu rất kỳ công, và không phải ai cũng có thể học khắc trứng thành công nếu không có đôi bàn tay khéo léo. Hương này, bây giờ bạn có thể giúp mình hướng dẫn cho mình cách khắc được chữ VTC2 lên quả trứng này không? Được. Đầu tiên thì mình phải phác thảo lên vỏ trứng cái hoa văn mình muốn làm. Thì khi mà vẽ hoa văn lên thì mình lưu ý là cái tỷ lệ của hoa văn thì nó phải tương đối cân đối với vỏ trứng, không to quá, không nhỏ quá. Mình vẫn sử dụng bút chì bình thường này. Mình dùng bút chì, nếu mà sai thì mình sẽ dùng tẩy. Cái bước này cũng rất là quan trọng, bởi vì hoa văn này có cân đối hay không lúc ra sản phẩm thì nó là cái bước này. Sau khi mà mình phác thảo hoa văn cái logo của VTC2 này tương đối hoàn thiện này, thì mình có thể trang trí thêm đường viền cho nó. Thì ở đây mình sẽ sử dụng các cái họa tiết là lỗ tròn để trang trí cho nó thêm sinh động, nó cũng cái họa tiết này rất là dễ thực hiện. Đây thì các khoảng cách lỗ tròn thì mình sẽ chia ra cho nó đều nhau. Đến đây thì mình xác định những cái mảng mà mình sẽ mài trắng đi, những mảng giữ lại màu lại của vỏ trứng. Có điều gì đặc biệt ở việc sử dụng các cái mũi mài này không? Cái này thì để mình mài những cái chi tiết đường viền nó sắc nét hơn. Còn cái này thì mình mài cái mảng nó diện tích lớn để nó tiết kiệm thời gian cho mình hơn. Nếu mà mình dùng mũi mài nhỏ như này thì sẽ lâu hơn. Bây giờ mình lắp mũi mài cũng có thể làm được nhiều cách. Hiện tại thì mình chưa lấy vỏ lấy ruột của quả trứng ra. Bởi vì lúc mài, một quá trình mình mài thì lực ấn của mình vào nó tương đối mạnh, mà vỏ trứng nó rỗng thì nó dễ vỡ hơn. Khi mà mình tiến hành mình lắp các cái thay tháo lắp cái đầu mũi này, mình lưu ý là phải lắp mũi vào cái đầu kẹt nó được chính xác, không bị rung lắc. Thì nếu mà mũi nó ổn định thì mình có thể dễ dàng thao tác được. Bây giờ mình sẽ tiến hành dùng cái mũi nhỏ này để đi những cái đường viền để cho nó được sắc nét hơn. Sau đấy mình dùng cái mũi mài này để mài xung quanh. Mình dùng cái mũi nhỏ này sẽ đi hết cái chi tiết nhỏ, xong lần lượt thì sau đấy nó dùng cái mũi to để tránh việc tháo lắp mũi khoan nhiều lần. Với cái mũi mài này thì sẽ mài phần trắng nó nhanh hơn. Cái bề mặt của vỏ trứng xong rồi sau khi mài thì cũng không nhất thiết là phải quá là mịn. Thì sau đấy mình sẽ dùng mũi khoan nhỏ để đục trên cái nền trắng này để mục đích là khi mình thắp đèn ở trong để cái ánh sáng nó chiếu ra thì nó đồng đều hơn.
khi mà cái công việc mài vỏ trứng này đã tương đối hoàn thiện thì mình sẽ tiến hành rút ruột vỏ trứng ra để đục lỗ cái viền đường viền xung quanh để trang trí. Trong quá trình mình khoan các cái mảnh hoa văn rỗng trên vỏ trứng này thì mình có thể đặt cái tư thế tay tương đối thoải mái, mình kê cái tay giữ máy khoan trên mặt bàn để đỡ bị mỏi hơn, và tay còn lại giữ vỏ trứng hoạt động tương đối là thoải mái. Thì bình thường mình có phải dùng một dung dịch gì đặc biệt để làm trứng hay không? Thường mình dùng giấm, mà giấm để tẩy cái màng bên ngoài và bên trong. Đấy thì khi để tẩy bỏ cái màng bên trong để khi mà tắt đèn thì nó ánh sáng nó xuyên qua được đồng đều hơn. Thế này với khoảng thời gian đến với môn nghệ thuật khắc trứng này khá lâu rồi thì có lẽ là đã tích lũy cho mình được rất là nhiều kinh nghiệm. Vậy thì Hương có thể chia sẻ cho Thảo cũng như là các bạn khán giả truyền hình được biết là có cái kinh nghiệm gì để mình khắc trứng này được nhanh hơn và hạn chế việc bị hỏng không? Thực ra thì cái bộ môn này nó yêu cầu người thực hiện phải hết sức là tỉ mỉ, thế nên là không còn cách nào khác ngoài việc bạn phải thật là cẩn thận trong từng bước thì mới có cái sản phẩm mà bước cuối cùng nó ưng ý được. Nếu mà bạn nóng vội trong một trong các khâu thì rất là dễ hỏng. Có thể nói để giữ trứng không bị vỡ khi thực hiện những công đoạn khắc cuối cùng đã khó, nhưng việc bảo quản một tác phẩm khắc trứng hoàn thiện còn khó hơn. Đúng là nâng như nâng trứng vậy. Các tác phẩm điêu khắc từ vỏ trứng sau khi được gắn đèn và đế cần được bảo quản cẩn thận trong hộp cứng có lót vải mềm hoặc được trưng bày trong tủ kính để tránh va chạm. Đối với vỏ trứng mà nó mong manh như này thì không còn cách nào khác là bạn phải hết sức cẩn thận và nâng niu thôi. Thường thì những cái tác phẩm mình làm ra mục đích là để trưng bày để trên trong tủ kính hoặc là những cái nơi mà ít có va chạm. Nếu mà va chạm thì chắc chắn là sẽ hỏng, vì mình không sử dụng cái phương pháp nào để vỏ trứng cứng hơn được ạ. Các bạn thân mến, như các bạn cũng thấy thì từ một vỏ trứng đơn giản thôi, sau vài tiếng đồng hồ đục đục khắc khắc rất là tỉ mẩn và khéo léo nữa thì một tác phẩm nghệ thuật đã được ra đời như thế này. Và nếu như các bạn còn băn khoăn muốn tìm hiểu thêm về kỹ thuật khắc cũng như là các kinh nghiệm khắc trên vỏ trứng thì các bạn hãy tìm đến với câu lạc bộ khắc trứng Hà Nội. Còn bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.